Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong bản tin gặp nhau cuối ngày ngày 28 tháng 6. Còn bây giờ thì hãy cùng xem bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin gì nổi bật nhé. Mấy ngày gần đây thì dân cư mạng đang chia sẻ rầm rộ vụ việc vợ của diễn viên Việt Anh đang lên tiếng dằn mặt người thứ ba, và ngay sau đó thì đã xuất hiện một đoạn tin nhắn được cho là của Bảo Thanh, chính là người đã thả thính Việt Anh. Những ngày vừa qua, nghi vấn về tin nhắn thả thính của Bảo Thanh với Việt Anh đã gây ồn ào trên các trang mạng xã hội. Cách đây ít lâu thì cư dân mạng đã xôn xao về việc bà xã của Việt Anh đã đăng tải một status dằn mặt kẻ thứ ba, cố tình mồi chài và ve vãn chồng của mình hết lần này đến lần khác. Và mới đây thì một số hình ảnh và clip đã ghi lại tin nhắn được cho là của người thứ ba trong câu chuyện đã gửi đến diễn viên Việt Anh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Số điện thoại trong tin nhắn được ghi hình lại thì nhiều người đã cho rằng chính là số của diễn viên Bảo Thanh, bạn diễn của Việt Anh trong bộ phim Sống Chung Với Mẹ Chồng, và thậm chí là số điện thoại ấy đã có liên kết với Facebook cá nhân của Bảo Thanh. Về phía Hương Trần, vợ của Việt Anh, thì cô có chia sẻ là đã quá mệt mỏi với sự việc này và không muốn chia sẻ gì thêm nữa vì sự việc đã quá rõ ràng rồi. Còn về phía Bảo Thanh thì cô chia sẻ là không muốn nói gì thêm về sự việc này vì hiện tại lịch trình làm việc của cô rất nhiều. Lại thêm một vị khách thứ 29 đã may mắn trúng thưởng giải jackpot của Vietlott trị giá 21,5 tỷ đồng. Và vị khách may mắn này thì đã yêu cầu được bảo mật danh tính. Sáng ngày 28 tháng 6, vị khách may mắn này đã sở hữu tấm vé trúng jackpot trị giá 21,5 tỷ đồng của số Vietlott đã chính thức đến nhận giải. Và đây là giải thưởng jackpot của kỳ quay 144 mở thưởng vào ngày 21 tháng 6 vừa qua. Theo thông tin từ Vietlott thì vị khách này đã yêu cầu công ty bảo mật danh tính nghề nghiệp và chỉ cho phép công bố tên viết tắt của mình. Được biết là vị khách này có tên là BQH, có địa chỉ thường trú tại Hà Nội, và ông H đã đóng thuế thu nhập cá nhân trị giá 2,1 tỷ đồng và lĩnh thưởng gần 19,5 tỷ đồng qua hình thức chuyển khoản một lần. Và sau khi nhận giải thì ông Hát đã trích 100 triệu đồng để làm từ thiện. Tính từ ngày triển khai chương trình xổ số Mega 6/45 tại Việt Nam vào ngày 18 tháng 7 năm 2016 cho tới nay thì Vietlott đã tìm ra tới 26 giải jackpot trị giá đến vài chục tỷ đồng, cho tới hơn 100 tỷ đồng với 29 người trúng, và do có 3 giải jackpot có 2 người cùng trúng. Mới đây, theo danh sách của Tổ chức Du lịch Thế giới đã ghi lại thì Việt Nam đã đứng thứ 7 trong top 20 quốc gia phát triển về du lịch nhanh nhất trên thế giới. Với những gì mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng thì Việt Nam từng nhiều lần lọt vào top quốc gia có điều kiện du lịch lý tưởng nhất trên thế giới và rất hấp dẫn du khách nước ngoài. Cộng hòa Sierra, quốc gia nằm ở Tây Phi, đứng đầu danh sách với lượng tăng 310% vào năm 2016. Đây là sự gia tăng một cách mạnh mẽ so với các năm trước đó. Chỉ 24.000 khách đến Sierra vào năm 2015, nhưng đến 2016 thì con số này đã tăng lên khoảng 74.400 lượt. Việt Nam đứng thứ 7 trong danh sách với việc gia tăng 24,6% lượng khách nước ngoài vào năm 2016. Đứng sau hai quốc gia cùng châu lục là Nepal tăng 39,7% đứng thứ hai, và Hàn Quốc là 30,3% và đứng thứ tư. Nhật Bản đứng thứ 8 và Indonesia thì đứng thứ 20. Tổ chức Du lịch Thế giới cũng đưa ra danh sách 10 quốc gia có số lượng khách giảm nhất trên thế giới, đó chính là Ai Cập, Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Papua, Palau, Haiti, Bỉ, Aruba và Lào. Ngồi ở Sài Gòn mà một vị khách đã bất ngờ bị trừ tiền Uber qua thẻ thanh toán quốc tế tại Nga và Australia. Và sự việc này diễn ra thì khiến cho những người sử dụng dịch vụ Uber cảm thấy vô cùng hoang mang. Có thói quen và kiến thức về bảo mật thông tin nên vị khách này đã không khỏi bất ngờ khi tài khoản Uber của anh đã bị chiếm dụng và đổi toàn bộ thông tin đăng nhập và bị sử dụng để gọi xe tại nước ngoài. Và chỉ trong một buổi chiều khi đang ở thành phố Hồ Chí Minh, anh này đã liên tục nhận được thông báo là anh đã gọi xe tại Australia và Nga. Tiền các quốc đi này đã trừ trực tiếp qua thẻ thanh toán quốc tế của anh khi mà anh không kịp khóa thẻ. Và theo email từ hệ thống gửi về thì tài khoản của anh này đã đăng nhập từ một IP tại Đức, và ngay sau khi bị trừ tiền thì vị khách này đã nhanh chóng khóa thẻ thanh toán quốc tế và liên hệ với bên Uber Việt Nam có thể được trợ giúp. Theo anh thì Uber đã khóa tài khoản bị chiếm dụng để điều tra vì có rất nhiều trường hợp tương tự đã được ghi nhận. Theo như vị khách này thì lời khuyên dành cho khách hàng sử dụng Uber hay là những nền tảng khác là nên sử dụng mật khẩu mạnh. Rất nhiều người đặt những mật khẩu dễ đoán và như vậy thì sẽ rất dễ để các đối tượng có thể hack tài khoản của mình. Và đó là những thông tin nổi bật có trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn subscribe cho S Channel. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.